Hơn 20 năm là thợ sửa xe. 1/4 thời gian đó, ông chuyên tâm làm từ thiện bằng những chiếc xe đạp cũ. Đó là ông Trần Văn Giàu ở khu vực Thới Trinh, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tiệm sửa xe của ông Giàu nằm lọt thỏm với những tán cây ven đường. Căn nhà đơn sơ chẳng có gì đáng giá, ngoài vài món phụ tùng phổ biến của xe đạp, xe máy, các dụng cụ phục vụ việc sửa xe cùng quán nước nhỏ của vợ. Nhưng đây lại chính là nơi ấp ủ cho những ước mơ được cấp sách đến trường của nhiều em học trò nghèo. Trung bình ông Giàu phải bỏ ra khoảng từ 100 đến 700.000 đồng. Đó là số tiền không hề nhỏ với một ông thợ sửa xe nghèo. Tuy nhiên, suốt hơn 8 năm qua, ông vẫn bền bỉ mang hơn 100 chiếc xe đạp đến tay các em học sinh nghèo khó. Từ đôi bàn tay của ông, những chiếc xe cũ kỹ tưởng chừng như đã bỏ đi được ông tân trang lại thành phương tiện giúp các cô cậu học trò nghèo có phương tiện đến trường. Cuộc sống mà mình giúp được cho ai được một cái gì rồi đó thì tư tưởng mình nó thấy thoải mái lắm. Hồi xưa mình học không tới bờ tới bến cũng bị gì nghèo, bây giờ nó nghèo nó học, nó không có xe đi học thì nó cũng như mình hồi đó vậy đó. Thành ra mình tạo điều kiện được như vậy cho nó đi học tới trường thì vậy là mình thấy mình rất vui. Mình làm ở tại nhà sửa sang như chiếc xe này nè đó, tu sửa lại cho nghiêm chỉnh đàng hoàng rồi là những đứa nào khó khăn lại đây mình cho. Theo ông Giàu, trước đây gia đình khó khăn, vợ chồng ông mới dành dụm chút ít mua được mảnh đất để cất nhà làm tiệm sửa xe. Sở dĩ ông kiên trì không ngừng nghỉ vì ông hiểu được nỗi khó khăn vất vả của các em khi hàng ngày phải đội nắng đội mưa đến trường mà không có phương tiện đi lại. Dù không quá lớn lao nhưng việc làm của ông đã phần nào san sẻ được nỗi khó khăn vất vả của các em để các em có thêm nghị lực đến trường. Dạ, tại vì nhà nghèo không có tiền để mua chiếc xe đạp. Dạ vui vì có chiếc xe đạp để con đi học. Dạ có xe đạp để con đỡ cực hơn. Dù tiền sửa xe không có bao nhiêu, nhưng ông Giàu vẫn trích ra chút ít để dành. Không mua nổi xe mới, ông mua xe cũ từ các tiệm bán xe cũ hoặc cơ sở thu mua ve chai. Đôi khi có những người họ biết việc ông làm nên dành lại những chiếc xe còn tốt và tặng lại cho ông. Mỗi khi ông Giàu dư dả chút đỉnh, ông lại đi lùng mua những chiếc xe đạp cũ về tân trang. Chú Út ở đây thì ông sửa xe thì thấy xe chú xe cho học sinh nghèo đó. Thì chú có cái ý như vậy, chú cho xe như vậy là tốt. Bởi vì có người ta lo cho con người ta học mà không có tiền mua xe cộ, thành ra chú cho như vậy là cái đó là rất là tốt. Cho rồi là mình vô tư, không có nó quan tâm. Đó. Mà những cái đứa mà nó học nó thành đạt được rồi ha, như những đứa mà nó bây giờ nó học mà nó tới nó ra trường rồi đó, giờ nó cũng vẫn ghé thăm mình, cái đó mình mới là rất mừng. Thì những đứa đó nó còn nó biết được cái ý nghĩa của sự học nó. Làm việc thiện là điều tốt, nhưng với một người nghèo, làm việc thiện lại càng đáng quý hơn. Không như những người khác, hành trình từ thiện của ông Giàu diễn ra trong thầm lặng. Theo tâm nguyện của ông là sẽ làm và làm mãi, làm tới khi nào không còn đủ sức nữa thì thôi. Thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay đưa học trò đến bến bờ tri thức, là tấm gương gieo hạt yêu thương, ươm mầm nhân ái.